đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày. Chó Ngọc từng ngóc ngách trong biệt thự rộng 800m2 của Ngọc Trinh. Cách đây ít giờ, Ngọc Trinh đã chia sẻ video ngắn giới thiệu mọi ngóc ngách của căn nhà triệu đô hoàn thành cách đây không lâu. Theo người đẹp chia sẻ, hiện tại mọi thiết kế cũng như trang trí đã đúng ý tưởng chủ nhân. Thế nên đây chính là lúc thích hợp để cô khoe không gian sống của mình với người hâm mộ. Biệt thự là tâm huyết và thành quả lao động sau nhiều năm tích góp của người mẫu. Cô mạnh tay chi 24 tỷ để xây dựng tổ ấm và mất khá nhiều tiền để trang trí căn nhà rộng 800m2. Nơi mà Ngọc Trinh tốn khá nhiều kinh phí chính là phòng ngủ. Bởi đây không chỉ là chốn nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, mà cô còn xem như là một trung tâm thương mại nhỏ của riêng mình. Những món đồ hàng hiệu như túi xách, đồng hồ, giày dép được Ngọc Trinh bày biện trong phòng ngủ cho tiện ngắm nhìn. Người đẹp gốc Trà Vinh cho biết, điều đầu tiên phải làm sau khi thức dậy là đi tắm. Nếu phải đi làm sớm, cô sẽ tắm ở bồn tắm đứng. Còn ngày nghỉ ở nhà thường ngâm mình trong bồn tắm có nước sục để tự massage và tẩy tế bào chết. Sau đó cô sẽ ra khỏi phòng và thắp hương cho mẹ ruột. Ngọc Trinh tiết lộ, sáng nào tôi cũng thắp hương cho mẹ ruột, không bao giờ quên hết vì tôi luôn cảm thấy mẹ lúc nào cũng phù hộ cho tôi vượt qua mọi khó khăn, gian khó, thị phi, điều tiếng trên cuộc đời này. Kế tiếp người đẹp giới thiệu phòng ngủ dành riêng cho ba và mẹ kế. Biết họ thích uống trà mỗi sáng nên cô mua 2 chiếc ghế nhúng để ba mẹ có thể ngồi nhâm nhi ngoài ban công. Đặc biệt nhất là căn phòng cực đáng yêu mà cô dành riêng cho 2 nhóc tỳ trong tương lai của mình. Ngọc Trinh chia sẻ, cô muốn có một bé trai và một bé gái nên đã thiết kế 2 chiếc giường ngủ tông màu xanh và hồng, đến khi 2 con 10 tuổi sẽ tách ra 2 phòng riêng. Không biết khi nào Ngọc Trinh sẽ sinh con nhưng cứ chuẩn bị trước cho chúng. Đây là phòng khi con còn bé thôi, khi nào con tôi được 10 tuổi tôi sẽ tách ra làm 2 phòng cho chúng mỗi đứa 1 phòng. Con gái tôi cho ở phòng này, còn con trai cho ở phòng khác. Mặc dù ở nhà triệu đô nhưng bữa ăn của chân dài khá đơn giản, chỉ có canh, cá khô và nước tương với cơm trắng. Nhưng bù lại chi tiêu cho việc mua sắm thì Ngọc Trinh chịu chơi, không kém bất kỳ đại gia nào trong showbiz. Ngọc Trinh cũng dành riêng một phòng tập để tập thể dục duy trì vóc dáng mỗi ngày. Cô còn xây dựng một hồ bơi trong khuôn viên nhà, mỗi buổi chiều người đẹp sẽ cùng ba ra đây để giải trí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mỗi ngày.